livestream đôi hai màn hình tạo talk show tạo game tương tác confetti và bán hàng tốt hơn nhờ chốt đơn tự động qua livestream tất cả đều có trong go studio hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu cách thiết kế một livestream miễn phí cùng công cụ go studio nhé